Thưa quý vị và các bạn, truyền thông song hành và song hành đúng hướng với chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm đẩy lùi những quan ngại về tiêm chủng, tránh những tác hại không mong muốn xảy ra trong cộng đồng. Để chương trình tiêm chủng mở rộng đạt hiệu quả tối ưu, đó là mong muốn của cả cộng đồng và đây cũng chính là chủ đề được đề cập trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tiêm chủng là việc sử dụng các hình thức khác nhau như tiêm, uống để đưa vaccine vào cơ thể con người với mục đích tạo cho cơ thể đáp ứng miễn dịch để phòng bệnh. Ở Việt Nam, năm 1985, chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên toàn quốc, cung cấp miễn phí các vaccine cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi phòng 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là bạch hầu, lao, uốn ván, ho gà, sởi, bại liệt. Sau hơn 20 năm thực hiện chương trình đã thanh toán được bệnh bại liệt, loại trừ được bệnh uốn ván sơ sinh, khống chế được các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc phòng bệnh chủ động được nhiều người quan tâm, nhất là các bà mẹ đang nuôi con nhỏ và những người trực tiếp nuôi trẻ. Phòng bệnh bằng nhiều hình thức để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể thông qua chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và tiêm chủng. Trước khi cho con em đi tiêm chủng, các bậc cha mẹ cần chú ý. Khi mà đưa con đi tiêm chủng thì các bà mẹ cũng cần phải phối hợp với cán bộ y tế, chia sẻ với cán bộ y tế về cái tình trạng sức khỏe của con mình trước khi tiêm chủng. Cụ thể là cháu có khỏe không, có ăn uống bình thường trong những buổi trước khi tiêm chủng không, cháu có đang sử dụng thuốc gì không, đặc biệt là cái tiền sử dị ứng của cháu bé và tiền sử dị ứng của bản thân gia đình. Nếu rất nhiều người trong gia đình bị dị ứng thì cũng đấy là một cái cân nhắc của cán bộ y tế để theo dõi cháu cẩn thận hơn, chặt chẽ hơn sau khi cháu bé được tiêm chủng. Và các bà mẹ cũng phải mô tả hết tất cả những cái triệu chứng của con mình cho các cán bộ y tế được biết và họ chỉ định đúng tiêm chủng cho con mình. Và các bà mẹ trong buổi tiêm chủng cũng cần phải phối hợp với cán bộ y tế như là giữ trẻ ở cái tư thế đúng để được trẻ con mình được tiêm chủng vaccine đúng kỹ thuật. Thứ hai là cũng phối hợp để xem là con mình được tiêm vaccine gì, cái vaccine đó còn hạn sử dụng hay không. Thế và tôi muốn nhấn mạnh với các bà mẹ một điểm, tức là cán bộ y tế đã thực hành tiêm chủng rất là đúng, rất kỹ thuật rồi, vaccine được bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, cái vai trò của bà mẹ trong cái việc phát hiện sớm những cái phản ứng bất thường sau khi tiêm chủng, để các bà mẹ đừng băn khoăn, hãy chủ động đưa con mình đến các cơ sở y tế để khám lại sức khỏe. Ví dụ như sau tiêm, cháu có biểu hiện là gì? Quấy khóc kéo dài, cháu có những cái khóc thét hoặc là trẻ bị tím tái và đặc biệt là cháu có xuất hiện một vài cái nốt ban sau khi tiêm chủng. Đấy là những cái biểu hiện rất sớm của các cái phản ứng dị ứng thì các bà mẹ cũng cần sớm liên hệ với cán bộ y tế và đưa trẻ đến các cái cơ sở y tế để được khám lại sức khỏe con mình sau khi tiêm chủng. Việc phát hiện sớm của các bà mẹ là rất quan trọng để trẻ có thể được xử trí kịp thời, tránh những cái rủi ro đáng tiếc xảy ra sau khi tiêm chủng. Thời gian qua có một vài trường hợp phản ứng không tốt xảy ra với trẻ sau khi tiêm chủng, làm cho các bà mẹ lo lắng về chất lượng của vaccine. Hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì ở tuyến huyện chúng tôi có cái hệ thống tủ lạnh chuyên dụng để bảo quản vaccine. Tủ lạnh này đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Và tủ lạnh này có cái tác dụng là bảo vệ cái nhiệt độ bảo quản vaccine rất là ổn định. Ngay cả trong trường hợp bị mất điện trong vòng từ 1 cho đến 3 ngày thì vaccine ở trong cái tủ lạnh nếu được bảo quản đúng cách vẫn đảm bảo từ 2 đến 8 độ C. Với điều kiện điện lưới mạng lưới như hiện nay ở Việt Nam thì tôi tin rằng rất hiếm có những cái địa phương mà cái sự cố mất điện này kéo dài trên một ngày. Vì vậy cái chất lượng vaccine là các bà mẹ và cộng đồng hoàn toàn yên tâm. Thứ hai, cùng với việc trang bị tủ lạnh chuyên dụng thì chúng tôi luôn luôn có những thiết bị để theo dõi đo lường cái nhiệt độ ở trong tủ lạnh đó. Và cái việc theo dõi giám sát nhiệt độ tủ lạnh được các cán bộ y tế tuyến huyện, tuyến xã theo dõi sát sao một ngày 2 lần, đồng thời có những thiết bị theo dõi tự động để qua đó các cán bộ, các nhà quản lý phụ trách các cái đơn vị tuyến huyện có thể xem xét và có cái khuyến cáo cụ thể đối với cái vaccine được bảo quản trong mỗi tủ lạnh để đảm bảo tốt nhất cái chất lượng vaccine khi sử dụng cho các trẻ em và các đối tượng phụ nữ được tiêm chủng vaccine. Tác dụng của vaccine là kích thích hệ thống miễn dịch của người được tiêm chủng để tạo ra miễn dịch phòng bệnh chủ động. Vậy sau khi tiêm chủng, cơ thể có phản ứng gì? Các nhóm nguyên nhân phản ứng sau tiêm thì
thì chúng ta hiện nay phân ra làm 5 nhóm nguyên nhân theo Tổ chức Y tế Thế giới hướng dẫn. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là nhóm nguyên nhân do bản chất của vaccine khi chúng ta sử dụng, tức là khi mỗi một trẻ khi được tiêm chủng vaccine thì cơ thể đều có một cái kích thích nhất định, đó là đáp ứng sinh ra kháng thể để phòng chống những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà dưới sự sử dụng bằng vaccine, tức là những kháng nguyên khi đưa vào cơ thể. Và những cái việc những cái kích thích này là những cái bản là do cái bản chất vốn có khi sử dụng vaccine, ngay cả khi vaccine đã được ở trong những điều kiện chúng tôi dùng từ là hoàn hảo, từ điều kiện sản xuất, quy trình sản xuất, quy trình vận chuyển bảo quản cho đến thực hiện đúng các kỹ thuật tiêm chủng. Và với mỗi trẻ em khi được tiêm chủng vaccine thì nếu gây ra những cái kích thích là thể hiện ở bên ngoài, đó là các cháu có những biểu hiện phản ứng thông thường, thì đấy là một cái ghi nhận rất là tốt để đảm bảo cho trẻ có một cái kháng thể bảo vệ cho cháu bé phòng chống những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Và nhóm nguyên nhân thứ hai đó là các cái nhóm nguyên nhân do sai sót trong tiêm chủng. Nhóm nguyên nhân này thì xảy ra nếu như trong quá trình vận chuyển, bảo quản, chỉ định tiêm chủng không đúng, hoặc là ngay cả các cái thực hành tiêm chủng, nếu như chúng ta thực hành không đảm bảo an toàn thì nhóm nguyên nhân này gọi là sai sót do tiêm chủng. Tuy nhiên cũng xin nhấn mạnh với cả các bậc cha mẹ và cộng đồng rằng những nhóm nguyên nhân do phản ứng sau tiêm chủng thì thường được thực hiện công tác tiêm chủng tại một điểm tiêm chủng với nhiều trẻ cùng được tiêm chủng trong cái buổi tiêm chủng đó và cùng một cán bộ y tế cũng như là cùng một quy trình tiêm chủng. Cho nên nếu phản ứng xảy ra do sai sót tiêm chủng thường được xem xét là phải xảy ra phản ứng cụm có từng 2 trường hợp trở lên, và cái quy trình này luôn luôn được xem xét một cách chặt chẽ trên cái quy mô của tuyến huyện hay là tuyến xã và những cái trường hợp cùng được tiêm chủng trong buổi tiêm chủng đó. Và nhóm nguyên nhân thứ ba đó là nhóm nguyên nhân do phản ứng đau do lo sợ khi tiêm thì thường xảy ra bởi những cái biểu hiện là các cháu bé rất là lo lắng, thậm chí ngất xỉu, rồi chóng mặt khó chịu, rồi hoặc là một số các cháu lớn thì có biểu hiện là ngất xỉu rồi nôn. Thế nhưng tất cả những cái biểu hiện này thì thường xảy ra ở trẻ lớn và người lớn trong những cái chiến dịch tiêm chủng. Thế còn trẻ bé thì chúng tôi rất ít ghi nhận bởi vì cái tâm lý lo sợ là bao trùm lên cái nhóm nguyên nhân này. Và nhóm nguyên nhân thứ tư đó là những nguyên nhân trùng hợp ngẫu nhiên do là tiêm chủng được giúp cho trẻ em, rất đặc biệt là trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh sớm phòng được những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong khi cái hệ thống miễn dịch của các cháu còn non nớt. Cho nên là những cái biểu hiện các cháu bị nhiễm bệnh nhiễm trùng và những cái biểu hiện dị tật, các cháu trẻ bị dị tật bẩm sinh cũng có thể có những cái biểu hiện bệnh trầm trọng, thậm chí tử vong. Nhưng nếu có cùng một cái sự kiện tiêm chủng liên quan đến lúc đó thì người ta lại thường người ta coi là đổ lỗi cho tiêm chủng. Thì đây chính là những cái trùng hợp ngẫu nhiên do cái bệnh lý nhiễm trùng khác và bị quy kết là do tiêm chủng. Đầu tháng 6 năm 2016 vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức hội thảo về truyền thông nguy cơ trong công tác tiêm chủng mở rộng. Tham dự có các chuyên gia của ngành y tế trong lĩnh vực tiêm chủng mở rộng, hơn 30 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí khu vực phía Nam và miền Tây Nam Bộ. Tại hội thảo, các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã trình bày các tham luận về những thành quả đã đạt được, khó khăn và thách thức của chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam, nguyên nhân và tỷ lệ phản ứng của các vaccine trong tiêm chủng mở rộng, hướng dẫn các bà mẹ cách theo dõi chăm sóc trẻ sau tiêm chủng, phát hiện những dấu hiệu bất thường và cách xử trí. Ảnh hưởng của phản ứng sau tiêm nó rất là rõ rệt trong những năm vừa qua ở Việt Nam, đó là tâm lý rất là lo ngại của cộng đồng và của các bà mẹ. Các bà mẹ rất là lo lắng và họ thậm chí từ chối tiêm chủng. Và ảnh hưởng trực tiếp đến việc không tiêm chủng đó là gây ra cái bệnh dịch có nguy cơ quay trở lại. Và cụ thể là không chỉ từ chối cái vaccine mà họ coi là phản ứng trầm trọng, phản ứng nặng sau tiêm chủng, mà cả những vaccine khác các bà mẹ cũng không đưa trẻ đến tiêm chủng. Và chúng ta luôn luôn nhớ tới cái vụ dịch sởi năm 2014 là do các bà mẹ đã không đưa con mình đi tiêm chủng đầy đủ lúc trẻ từ 9 đến 11 tháng mũi thứ nhất và mũi thứ hai lúc trẻ 18 tháng tuổi. Và kết quả là vụ dịch sởi đã xảy ra rất là trầm trọng
và nhiều trẻ tử vong. Số trẻ ghi nhận tử vong trong vụ dịch sởi đấy so sánh với ghi nhận do tiêm vaccine sởi và phản ứng trầm trọng thì lớn hơn rất nhiều. Thế cho nên là chúng tôi một lần nữa sẽ rất mong muốn làm cộng đồng các bà mẹ ghi nhận một cách đúng mực các phản ứng sau tiêm và hãy đưa cho con mình đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch. Và cái ảnh hưởng thứ hai đối với các phản ứng sau tiêm đấy chính là bản thân cái cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng của chúng tôi rất là lo lắng, vì các bà mẹ luôn luôn lo lắng và coi như là tiêm chủng là một cái gánh nặng và có thể gây ra những cái bệnh tật, những cái biến cố bất lợi trầm trọng, thậm chí tử vong. Cho nên cán bộ làm tiêm chủng hiện nay rất lo lắng trương trong cái quá trình thực hiện tiêm chủng thì phải sau một vài ngày sau đó, nếu ở cái trạm y tế xã, cộng đồng xã đó không có trường hợp cháu bé nào có phản ứng nặng thì các cán bộ của chúng tôi mới tạm gọi là yên tâm trong cái buổi tiêm chủng. Thế và cuối cùng, ảnh hưởng của tất cả những cái tâm lý lo ngại của bà mẹ cũng như sự e ngại của cán bộ y tế trong chỉ định tiêm chủng, thậm chí hoãn tiêm nhiều, làm cho cái tỷ lệ tiêm chủng giảm xuống và cái nguy cơ giảm tỷ lệ tiêm chủng, giảm độ bao phủ tiêm chủng thì tất yếu sẽ dẫn tới cái bệnh tật quay trở lại. Mà những bệnh tật này lại được có thể phòng bệnh một cách hiệu quả bằng vaccine thì đấy là một cái mà chúng ta rất là đáng tiếc nếu như bản thân cộng đồng và cán bộ y tế đã bỏ lỡ cái cơ hội trẻ được tiêm chủng. Truyền thông là một mắt xích quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của chương trình tiêm chủng mở rộng. Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các nhà báo trao đổi, mạn đàm với các chuyên gia của ngành y tế trong công tác truyền thông về tiêm chủng mở rộng. Và mục tiêu hai bên cùng hướng đến là truyền thông song hành và song hành đúng hướng với chương trình tiêm chủng mở rộng, nhằm đẩy lùi những quan ngại về tiêm chủng, tránh những tác hại không mong muốn xảy ra trong cộng đồng để chương trình tiêm chủng mở rộng đạt hiệu quả tối ưu. Vì chúng ta biết là em bé thì nó sẽ phải tiêm chủng rất là nhiều đợt. Cho nên cái chuyện mà mình cần phải phát hiện, cần phải theo dõi tại nhà cũng như là tại trạm rất là quan trọng sau khi mình tiêm chủng. Thì thông thường á, em bé khi sau khi tiêm chủng thì nó phải có bị hành một chút. Cái cách hành nó có thể là từ ít tới nhiều. Đầu tiên thì nó có thể sốt nhẹ, có thể đau. Nặng hơn nữa nó sẽ quấy khóc rất là nhiều. Nặng nữa thì nó tím tái, nặng nữa thì nó có thể không thở được. Tuy nhiên có những cái tác dụng phụ nặng đó thì nó rất là hiếm, và nếu mình phát hiện kịp thì nó sẽ chữa được thôi. Cho nên nếu mình thấy em bé sốt mà quấy khóc nhiều thì phải nghĩ ngay là có thể em bé nó sốt, nó khó chịu hoặc nó đau, thì lúc đó chúng ta chỉ cần uống paracetamol hoặc là ibuprofen để giảm đau thôi. Và lúc chích về chúng ta thấy cái nơi chích mà nó đỏ, nó tấy á, mà nó đau á, thì chúng ta nên chườm mát tại chỗ đó để cho nó bớt đau đi. Thứ hai là sau đó thì mình vẫn phải cho em bé bú bình thường. Trường hợp thấy em bé nó khóc liên tục mà mình đã uống thuốc giảm đau mà vẫn còn khóc thì chúng ta nên cho em bé đi khám. Thứ hai là có một cái triệu chứng là em bé tự nhiên nó mềm nhũn người ra, nó không khóc được. Thì lúc đó chúng ta phải làm sao kích thích cho em bé nó khóc. Chúng ta chỉ cần gãi ra cái bàn chân thôi. Thì đó em bé nó khóc lên, mà nó khóc lên như vậy thì nó sẽ không có mềm nhũn người nữa. Và những cái triệu chứng này nó sẽ bớt đi trong vòng 24-48 tiếng thôi. Cái điều đặc biệt của chúng ta cần lưu ý là nếu em bé nó tím tái, thở mệt, thì cũng có thể là do bệnh nó kèm theo, thành ra chúng ta phải đến ngay cái bệnh viện. Còn đối với phụ huynh á, thì mình tốt nhất là mình khi mình đi tiêm á, mình phải biết là em bé mình nó có tật bẩm sinh gì hay không, đặc biệt là cái lúc mà sanh á, bác sĩ có nói là bị tim mạch hay không, hay là bị tật gì hay không. Rồi nếu em bé mình đang sốt cao đó thì mình đừng có nên tiêm. Còn những cái bệnh vặt nhẹ nhẹ thì mình có thể tiêm được, nếu bỏ cơ hội thì mất cái cơ hội tiêm chủng cho em bé. Và quan trọng nhất là như hồi nãy như chúng ta nói đó, là chúng ta phải thực hiện đúng cái theo dõi và chúng ta hết sức bình tĩnh, bởi vì nếu một em bé mà tiêm chủng mà không có bị hành á, thì không chắc gì đã tốt. Việc sử dụng vaccine là mong muốn của mọi người trên toàn cầu. Tính bền vững của vaccine trong tiêm chủng mở rộng đã được minh chứng. Truyền thông đúng và truyền thông đi trước một bước, chia sẻ với cộng đồng những điều họ cần phải hiểu, những điều họ cần phải hành động, để tính nhân văn và lợi ích to lớn cho sức khỏe cộng đồng từ chương trình tiêm chủng mở rộng được phát huy. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình truyền thông về sức khỏe, trong đó có chương trình tiêm chủng mở rộng, rất mong nhận được sự cộng tác của các chuyên gia ngành y tế và cộng đồng để truyền tải những thông tin đúng và bổ ích đến mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.